mây đẹp quá trời. Bốn giờ rưỡi chiều ngày 28 tháng 6 2021, Sài Gòn, cầu Trà Và. Quá trời đẹp mây, quá trời đẹp luôn. Không biết mình bao nhiêu tuổi nhưng mà mỗi một lần mà nhìn về mây á, những cái đám mây trắng vào mùa hè thì lại nhớ về những ngày mưa ngủ trên sân thượng, những ngày mưa cực kỳ là mát luôn, rồi sau đó là bầu trời trong xanh mây trắng, thèm những món ăn của ngày xưa thời tuổi thơ, bánh hè, rồi hoành thánh, rồi đi bắt dế, rồi đi bắt chuồn chuồn, bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Đây các bạn nhìn qua quá đỉnh đẹp xíu luôn rồi quý vị, đám mình đó nó trùng trùng lớp lớp luôn ha, đẹp nhẹ luôn. Gọi là mây trắng bay về Sài Gòn á, quá trời đẹp, giống như cái bông tuyết rồi. Bông tuyết vậy á, quá trời đẹp. Hướng xuống đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, rồi đẹp quá, rồi mình đi về thôi. Ok, đẹp quá. Mây trắng bay về Sài Gòn. Mình có đọc tác phẩm Con đường mây trắng thì rất là thích. Mơ một ngày đến Tây Tạng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.